Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình cùng với trưởng thôn đã đi tìm dê cho hai vợ chồng nhà em Ly. Vì là có một cô giấu tên là cô có gửi cho em Ly là 4 triệu để mà giúp em đấy tìm một đôi dê để nuôi để phát triển kinh tế trong gia đình ấy. Thì sáng nay cũng đã cho trưởng thôn đi dò hỏi trước rồi. Ở đoạn nào trưởng thôn? Ở ngay chỗ nhà đỏ đỏ bên kia vào trông một tí anh ạ. Nhà đấy là bán à? Không, nhà kệ cái... đi lên đồi à? Ừ, đi lên đồi. Sáng nhà của nó thì ở dưới này. Rồi là cái chuồng của nó thì nó làm chuồng dê trên... làm ở chuồng dê à? Thì làm ở trên này. Ok. Này, chuồng dê ở bên này. Nhà này à, chuồng dê đây à? Dạ. Đau răng à? Anh Lâu vừa đi nhổ răng khô. Em vừa đi nhổ răng về á? Anh Lâu anh không? Anh anh chủ nhà. Anh mấy hôm nay cũng đau cổ này. Em chào anh nhá. À đây à, dê đây à. Tí là mượn lồng anh đấy chở đi luôn à? Chở đi luôn. Chở đi ra đến ngoài đường anh cho hai vợ chồng đi Ly đó, dắt vào. Đổi ra xong là anh bắt hai con nào. Đâu con nào, chuyển thôn mà con nào? Ở trong ở trong chuồng chứ. Trong chuồng. Ừ, thì anh cứ bắt đi. Bắt cái một con đực một con cái. Con đực có. Con đực con nào? Chưa ra đây chưa. Ra phát cho anh chỉ. Đây, con đằng sau, con cái là con đằng sau nhá. Con cổ vàng này này. Con cổ vàng này. Con cổ vàng này. Ui. Con đực thì chưa ra. Con đực kia to nhỉ. Em lùi ra đây, nó sợ nó không dám ra đâu. Có. Đấy mà. Đấy, con này này. Con cái con này này. Con đấy luôn à? Nhưng mà con đực chưa ra thôi anh. Con này to lắm, con đấy phải 60 cân. Anh ấy bảo cân bao nhiêu tiền chuẩn luôn? Cân một cân 150 anh ạ. 150.000 một cân à? Vâng, đây kia nó ra đấy kia. Phải ngay đợi con cái. Con vằn vằn đen trắng kìa. Con này. Con đấy con cái à? Con cái, còn con đực. Đấy, con đực ở đây này này. Ra đây mở cái. Con này nó hiền nhờ. Đấy mua cho hai con này là được. Dây bản. Về nuôi một thời gian cho nó chăm được nó khác béo mà. Cái lồng đó. Cái này như này cân luôn. Đấy, gì? Cân luôn. Lấy luôn. Đây em ở dê này hiền nhờ. Quỳnh nhá. Quỳnh. Quỳnh không? Con này về nuôi xong là năm sau lại mang về chợ nhá. Được rồi. Đấy. Lúc nào nó để lại để về giả chứ. Con này nhỉ. Ấy ấy. Cẩn thận. Tôi sợ nó chạy ra ngoài không bắt được nó ấy. Đừng làm nó sợ, bình tĩnh không. Đấy, đầy đít, đầy luôn. May mà anh có lồng. Em mới đi bắt mà. Nó dạo rồi hết tiền rồi. Hết tiền rồi bán đi à? Không, bây giờ nó đủ cân để bán bớt rồi. Thế hộ em một tay. Cái này, cái lồng bao nhiêu cân này? Cái lồng này. Lồng này bao nhiêu cân? Cân này. Hả? Cái lồng này là 9 cân sao ấy? 9 cân tròn nữa. Ôi giời, mình chưa cần cái lồng. Chứ bỏ đây ra đi, cân lồng cũng được. Nó ở đây mà. Mặt sau. Không đi đâu được đâu bà nhờ. Cân lồng trước xong là tí cân dê sau, xong trừ đi là được. Đấy, bỏ máy đi, đi. Lồng này đi. Dê này thả lên đồi này anh. Đồi đằng sau nhà này. Ôi, trên đồi này rộng nhỉ. Đấy, cái này biết nhau. 9 cân. Cân mà. Ừ, chuẩn rồi. Đi bắt con. 9 cân. 9 cân. Cái rơm dạ này là cho nó để ở đây rồi. Không phải để rồi, cái kia là thức ăn dự trữ cho nó. Ờ, đây này. Đấy, cỏ khô. Cái kia là... Sao mà em chưa được dọn. Cỏ là cho vào máng này. Đêm là nhốt vào trong kia. Trưởng thôn đi hồ bắt một con đi. Sắm quần lên. Không tí quần bẩn hết rồi.
cái con đực to kia khoảng bao nhiêu cân này? Con đực to nhất nhé. À, con to nhất nhé. 50 cân con đấy cơ. Giống dê này rất là to. Mua về sau này nó lớn, nó rất là to. Cẩn thận gãy chân nhá. Không gãy được đâu. Nhẹ nhàng mà. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Con này trưởng công hộ anh ấy khuyên. Ây da. Đấy. Không sai. Đấy rất là chuẩn rồi. 41. Con 41 chỉ đi 9 cân. 32. 32 cân. Tổng hai con này là 32 cân. Trưởng thôn nhân tiền hộ ấy. Con giả tiền anh luôn. Ba hai nhân 150. Dê bây giờ cũng đắt nhở? Em đi ra quán ngồi hai nồi 2.8 được có tí. Về nhà dê ăn thêm cơm nguội. Dê lên giá 4.500. Bao nhiêu? 800. 4.800. 4.800 à? 32 nhân 150 là bạn 4.800. 4.800 tròn à? 4.800 tròn. Đấy, tròn vo luôn nhỉ. Trưởng thôn đếm tiền của anh ấy. Cô có một cô là cô giấu tên là cô có gửi cho 4 triệu thôi. Nhưng mà được. Không sao. Anh bù vào cũng được, không sao. 1 2 3. Em cộng cầm hộp anh 3 triệu nhé. 3 triệu. Như đồng đấy là 5 triệu đấy. Đuổi hộ em đấy con chim đấy. Ra ngoài hết rồi. 4 triệu nha. 500 kìa trưởng thôn. Đấy. Đúng rồi. Này cho 5 triệu nha, bỏ ra 200 là được. Cảm ơn nhá. Em đến lại nhá. Cảm ơn anh nhá. Em đến lại nhá. Đủ rồi. Ok chưa? Đủ chưa? Rồi bây giờ nhấc lên xe nhá. Có 40 cân. Khanh này mỗi người 20 cân. Sao lại dép lại rách à? Nó hơi chật. À, kêu kinh quá nhỉ. Đấy, bây giờ lấy xe máy trở về. Trở về thẳng nhà em Ly luôn. Tí trưởng thôn được điện cho Ly xem nó ở nhà không nhá. Xong để bảo nó hôm qua anh điện cho nó rồi, bảo là nó dọn cái chuồng của nó tí lên là thả vào luôn. Đấy, trưởng thôn là chở xuống đây, xuống đằng nhà cho em đi luôn. Em đi ở đằng sau cầm. Không, đường nó bé quá. Sợ lộn xuống dốc này thì được rồi. Trưởng thôn bỏ chân trống luôn đi. Cởi dây co đi. Hôm nay nắng nóng quá nhỉ. Sợ thật. Phát hết mồ hôi. Cái sáng nay là trưởng thôn đi từ mấy giờ sáng đi tìm này? Đi từ 6 giờ rồi. Tối hôm qua là gọi cho mà anh ở chỗ thôn Khâu Trà. Anh bảo anh có, nhưng mà sáng nay đi thì anh bảo là anh cũng không biết được, cho nên là anh mới gọi sang cái hộ gia đình mà hai con này đấy, thì là em mới từ chỗ đấy sang thì bảo là thôi ok bắt được cho hai con này thì để em mới ngồi ở đợi anh.
Sáng nay nhà anh lại có công việc nên là không lên sớm được. Không thì với anh em đi tìm cùng nhau. Hôm qua thì cũng điện cho trưởng thôn bảo là cho trưởng thôn gọi điện hỏi trước. Đi các hộ mà nó nuôi dê mà nó bán ấy, em đi được chín hộ. Đi được chín hộ. Sáng nay á? Ừ, sáng nay ấy. Tìm được 9 hộ mà không ai bán à? Không ai bán. Vẫn có bán nhưng mà bán những cái con mà nó toàn là những cái con mà nó to. Với lại to quá thì không đủ tiền. Lại không nó bán đắt à? Chỉ bán đúng ấy con mẹ thôi, nó không bán được một con đực cho theo. Ừ, đây là một con đực một con cái này. Về cho em nuôi để mà phát triển kinh tế gia đình. Bởi vì là nhà em Ly là có cái chuồng dê rồi. Đấy, qua đây cũng xin cảm ơn chị giấu tên đã ủng hộ hai vợ chồng nhà em Ly. Khiêng cẩn thận nha. May mà còn mượn được cái lồng của anh đấy nhỉ. Không có dây buộc ấy. Sáng nay em dọn chuồng chưa? Ờ, cho nó vào một chung một chuồng đi. Ờ đấy, chuồng kiên cố. Thế này là được ấy. Nhà em là có một con bò này. Chuồng bò cũng xây thoáng mát. Đấy, mày bác cái cầu đi lại cho nó nhá. Ừ. Cứ nhốt một thời gian lấy cỏ về cho nó đó. Không phải thời gian đâu. Dê này là cứ ngày mai đi nó không biết về mà. Phải cho nó ăn cỏ ấy cẩn thận nhá. Dạ. Ừ. Cứ tối nay xong là ngày mai ngày kia là thả đi nó không biết về chuồng mà dê đấy. Nó về lạ rồi. Nó lạ rồi. Các con hôm nay các biết về. Nhà em Ly được làm cái chuồng này là được ấy nhỉ. Chuồng này kiên cố chắc chắn. Đấy, tận dụng ở bên trên này là nuôi được gà đây này. Gà nó ấp đẻ trứng ở trên này này. Bây giờ còn trong này anh đi cả ngày. Trưởng thôn là vất vả cả buổi sáng đấy. Tí về cảm ơn trưởng thôn nhá. Với cảm ơn một chị giấu tên hỗ trợ nhà em Ly. Để em mua dê về nuôi phát triển kinh tế để sau này nó đẻ lên thì bán. Đấy vào trong đi. Đấy đẹp chưa. Dê này mà to thì 50-60 cân đấy. Dê này thuộc dạng dê lai rồi. Đi rồi. Đấy con đực chứ con này này. Không phải giống thuần như của giống mình đâu nha. Giống này giống lai đấy. To lắm. Con đực rất là to. Thế chủ nhà bảo nếu mà to nó to hết tầm thì phải 50-60 cân cơ mà. 60-70 cân đấy anh ạ. Ừ, nó là tầm đấy. Cái này có phải đóng đinh vào không? Đi. Không cầm đâu. Làm một cái. Nó có đẩy ra được không? Thế em phải cắm sâu xuống một tí chứ. Đi rồi. Không nó sổng ra lại mất đi. Đấy nhá. Cái này thất quá xong đi làm cái này nhá. Ờ không đi đặt trên ở không, đây nhá. Không đi đóng cái khóa đấy. Đóng cái đinh vào đây này. Đóng cái đinh dài vào đây này. Đấy, lắp đinh nhá. Ly nhá. Ừ, đóng đinh nhá. Vào đây. Thôi, đây nó đấy. Được bao nhiêu cái chăm nó cẩn thận nhá, hai vợ chồng nhá. Ừ, biết chưa? Phát chuyển được cái đuôi này thì là cái này là cái chuồn dê thôi. Đây này này, phát chuyển được cái đuôi này thì đây là chuồn dê hết. Bên này cũng là chuồng dê này. Nuôi dê là quá hợp lý ở đây rồi. Chuồng nó vừa cao này, thoáng này, chắc chắn này. Cột kiếc này chắc chắn lắm. Đi lấy đinh về đóng vào hay là cái nêm về đóng vào luôn này. Xong là tí đi ấy cỏ cho nó luôn nhá. Đi cho nó ăn một tí cỏ nhá. Không bởi vì là sáng nay nhốt cả buổi sáng rồi. Sáng nay nhốt cả buổi sáng bác về cho được ăn rồi nhá. Đi nhá. Đi lấy cỏ về cho nó. Đấy hai vợ chồng cố gắng nhá. Cố gắng chăm đôi dê này nhá. Có một cô giấu tên là cô có gửi cho anh là 4 triệu. Nhưng mà hôm nay mua một đôi dê này là mất 4.8 triệu để anh bù vào cho 800.000 nhá. Có trưởng thôn đi cùng. Hôm nay là mua là hai con này là hết 32 cân. Ừ, hai con này. Cháu cảm ơn cô. Ờ, cô giấu tên thôi. Cháu cảm ơn cô. Đấy, hai vợ chồng phải cố gắng chăm sóc nhá. Đi cắt cỏ cho nó về nhá. Có gì không biết thì cứ gọi điện hỏi trưởng thôn nhá. Vợ có phát biểu gì không? Vợ Ly này này. Sao hồi hộp à? Cháu
Cháu cảm ơn cô giấu tên. Cảm ơn cô giấu tên. Rồi, được rồi. Thế là được rồi, chồng nói là được rồi. À, trưởng thôn nếu mà có gì thì em chỉ bảo em Ly nhá. Vâng, cố gắng chăm sóc thật tốt vào. Vâng, em cũng tên mà với cả hai vợ chồng cô giáo tên có cái lòng thương ái như với hai vợ chồng Ly cho được một đôi dê thì trưởng thôn cũng rất là cảm ơn, thay mà cảm ơn trưởng thôn ở đây thì vẫn sẽ xem hai vợ chồng để xem nó chăm sóc được đôi dê cho cô để làm sao mà nó tiến chuyển được. Rất là cảm ơn cô. Rồi rồi. Đấy, nêm niếc nó vào đàng hoàng vào. Xong là chiều đi cắt cỏ luôn cho nó. Đi rồi. Đi. Thằng kia nêm ở đây này. Nêm chặt vào nhá. Bên trên là nó không nhảy ra được đâu phải không? Đi. Làm hai ngăn này. Đi, một ngăn bên đây. Kia này. Sau này nếu mà nó để thì lại tách ra bên này. Cái này mái lập polo nhá. Rất là chắc chắn này. Kể cả nếu mà có cái nem như cái này sau là không ăn thua đâu nhá. Cho cái nem vào đi. Đấy, nem vào chặt vào. Nem ở cạnh đây Ly. Em nem ở bên cạnh vào đây đấy. Đúng không? Đấy, nêm chặt vào. Hôm nào tìm lấy cái đinh đinh 7 hay đinh 10 á, đóng ở dưới đi nhá. Cho nó chắc chắn nhá. Cái này là nó không ra được đâu mà. Hai cái. Cho hai cái đinh vào dưới cơ được. Không ra được đâu. Không ra được. Thoải mái mà. Phải lợn. Đấy, bây giờ mang cỏ đây nhá. Mang cỏ về ăn chỗ này này. Chỗ này anh ạ. Đâu? Mang cỏ ra chỗ kia này này. Đấy. Đi nhá. Quá nhân tiện chăm sóc luôn này. Ở đây nhá, đi nhá. Đôi dê. Rất là đẹp ạ. Chuồng này ở trên này vừa thoáng đúng không? Quá thích hợp với nuôi dê luôn. Nhá thiêu con này. Lấy cái gì trưởng thôn? À, lấy lá xoan cho nó à? Dê là lá xoan à? Em này là lần trước nuôi dê bao giờ cho Ly? Có mà. Em vẫn nuôi rồi chị? Vâng. Ờ. Trước kia trên nhà anh trên vẫn nuôi mà, nuôi nhưng mà bán hết rồi. Bán hết rồi à? Không có cái gì là bán hết. Thế em Ly này là lần trước là cũng biết nuôi dê rồi, chăm sóc dê rồi, nên là yên tâm. Trước của đấy. Nhà Ly này là của bố mẹ vẫn còn sống ấy, là nó nhiều lắm. Qua bây giờ là bán hết rồi phải không? Bán làm nhà hết rồi à? Bố mẹ qua đời hết thì là cũng không nuôi. À, bố mẹ Ly này là mất hết rồi à? Vâng. Đấy, ăn lá xoan này. Đấy là tao nọt chùa, không thể mà nọt chùa. Dê này sở trường là lá xoan đấy nhỉ? Khu này lá xoan cũng nhiều. Đấy, con kia ăn rồi kìa. Nó đang đói rồi, nhốt cả buổi sáng nên nó đói. Chuồng dê đây, chuồng bò trên này. Chuồng bò nhà em Ly quét dọn sạch sẽ này cơ mà. Bò này là lần trước ai cho? Lần trước em bảo ai cho nhỉ Ly nhỉ? Chia gia đình anh chia cho thôi. Anh trai chia cho đúng không? Vâng. Em Ly là lần trước tách ra mấy anh em là ở riêng ấy. Nên là anh trai chia cho một con bò. Chuồng bò này phải quét dọn sạch vào nhá Ly nhá. Đấy, làm này là hợp lý đấy. Mùa hè thoáng mát, mùa đông ấm áp. Mùa đông thì quây thêm bạt vào xung quanh này. Cỏ bò là cho vào đây cho nó ăn. Con bò này công nhận nhà em Ly này chăm bò rất là tốt. Béo mập luôn.
đi về đi, không cần bố mẹ đâu. Bố mẹ về sau nhá. Ơi đi về đi, đi về đi. Đâu đấy chuồng gà của nhà em đâu? Chuồng gà? Ờ. Làm đi cái đê. À đây đây đây. Đi xem qua cái chuồng gà của nhà em Ly xem nào. À, xách cái lồng kia ra tí đi ra giả anh luôn. À chuồng gà đây à? Lần trước lên mấy lần rồi nhưng mà không để ý là cái chuồng gà. Có mấy con gà này, nhốt mấy con này? 2, 4, 5 hai con gà mái, ba con gà trống à? À ở ngoài nha. Ờ con này chạy từ ra ngoài. Thế là có mấy con mái? Mấy con gà mái? Mấy con gà trống? Gà đen à? Đây là gà chân đen à? Ờ. Nhưng mà cái chuồng gà này bé quá. Ê, trên mái này có cái gì đâu? Che cái bao tải lên xong là đặt mấy cái cây cho gió nó đỡ tốc lên thôi. Rồi, biết thế đã. Hôm nào anh sẽ hướng dẫn. Ôi ôi trứng này. Không phải đâu, cái con vừa nhảy là vừa để đấy. Đây này. Trứng gà sao lại để ở đất này? Nói cầm về nấu cho con ăn. Ờ. Con nóng mà nhờ. Con này hay này, con hay là nó để trong này nó lăn ra đây nhỉ? Không biết. Cháu. Anh cũng chưa xem. Chắc là nó để ở trong. Hai vợ chồng em Ly này là cũng cố gắng chăn nuôi đấy. Lót cái gì về cho nó, lấy cái lá cây khô kìa. Đấy, lấy lá cây khô ấy. Lấy cái lá cây khô xong về lót vào cho nó để tí nó đẻ tiêm. Để sau này nó ấp nó lại có con. Nó nở ra lại nhân đôi lên. Vâng nhé đi anh. Ờ. Hôm nay nóng quá nhỉ. Vâng. Đây chở thôi ngồi đây. Vâng, anh cứ vào ngồi. Ngồi uống nước. Không uống cơm đâu. Đi ạ, không cần đâu. Nóng quá. Có nước sôi để nguội không? Không có đâu. Cái này là nước cái gì đấy? Cái này là nước sôi để nguội. Phải không? Phải mà. Hay là chơi truyền hình trực tiếp? Anh hỏi thật. Nước sôi mà. Nước sôi để nguội xong đổ vào đây á? À? Có tin được không? Thật mà. Anh uống mà đau bụng thì chú liệu hồn nhá. Ờ anh xin. Này trưởng thôn này vất vả uống trước đi. Anh uống sau. Vâng anh uống đi anh. Rồi anh uống sau. Uống đi uống đi. Thì trưởng thôn này. Như kiểu vừa đi tắm về ấy. Uống này đi. Hôm nay trưởng thôn vất vả đấy. Đi cả ngày rồi. Ly này phải cảm ơn trưởng thôn nhá. Vâng. Sáng nay là trưởng thôn đi tìm hộ dê từ tối hôm qua là gọi điện cho là sáng nay đi tìm cho em cả buổi sáng đấy. Bây giờ gần trưa rồi. Thế nhà ăn cơm chưa? Bây giờ. Ăn rồi. Ăn vào. Ê, anh với trưởng thôn đã ăn đâu? Bà vợn nào? Hả? Bà vợn nấu á? Vâng. Ok quá. Bà vợ nấu liệu vợ có nấu cho? Có mà. Uống nước đi. Uống nước đi. Cậu đi đâu rồi? Không biết nó đi đâu rồi. Đi hôm nay đi cả ngày á? Qua đi được. Thế tối hôm qua không về à? Không, nó không biết. Đấy dê kia anh bảo là cố gắng nha, chăm sóc nó tốt vào nhá. Vậy. Trước em cũng nuôi dê em có kinh nghiệm nuôi rồi nhá. Vâng. Ừ. Nuôi tốt vào. Chứ các cô các bác giúp thì cố gắng. Thôi khoan khoai nữa, ăn kẹo nhá. Nó tha. Có thò đó, xin nhau. Sao xanh? Sao xanh? Xin nhau nào. Ờ, xin ạ. Đấy, biết nói tiếng phổ thông nhá, siêu lắm nhờ. Ừ. Nó tha đấy. Nó tha của chị Kim Ngân đấy. Mua kẹo mút với bim bim lên cho trẻ con. Hôm nào cũng phải mua đây này. Túi anh đầy này. Nào cho Ly một cái nào.
Đấy, ăn đi, ăn đi. Chú làm gì có kẹo ăn. Đây, ăn đi. Đấy, cho bố thôi. Dạ, dạ. Cho bố ly thôi nhá. Đùa thôi, để cho thêm một cái nữa. Nhớ, xinh nhá. Sao xanh. Sao xanh. Xinh ngon à. Ờ. Đấy. Con của Ly này biết xin đấy. Ui, ui, bình tĩnh rồi. Anh đây. Ừ. Sao ấy? Quay đi. Thì anh vẫn đang quay quay trưởng thôn đây. Vâng. Phát biểu đi. Em bảo mình hát một bài à? Thôi nhờ trưởng thôn ơi. Vâng. Mình đi về thôi. Vâng. Nhá, hai vợ chồng cố gắng chăm sóc nhá. Vâng. Ờ, cắt cỏ cho nó đảm bảo vào nhá. Chìa khóa. Ờ, đâu chìa khóa đâu? À ừ đấy, chìa khóa rơi. May quá. Nhá, cố gắng chăm sóc con dê nhá. Vâng. Ừ. Mà Ly anh bảo này, hôm nào ra đây, hôm nào anh lấy rau về xong là trồng ở đây này. Vâng. Trồng ở dưới cái tét nước này này. Vâng. Đất đây nó ẩm mà, bởi vì có nước ở trên này xuống trồng được rau ở đây này. Vâng. Xong rào vào để có rau ăn. Là cái... khu đất nhà em rộng mà, còn khu này trồng hết cỏ voi. Vâng. Dưới này này. Để sau này cho bò với là cho dê. Vâng. Rau ở đây nhá. Vâng. Ừ. Không, rau đấy, hôm nào làm vườn rau ở đây này. Mình ấy, rau ăn của mình. Bây giờ đang mùa rau mùng tơi này. Cái chỗ rau mùng tơi mình xới cái chỗ ở ở này. Đấy, hôm nào bảo vợ Ly này đi trồng rau. Bởi vì em này là đặt tên nước ở đây, là nước xuống đây là đất nó ẩm rất là tốt. Trồng rau ăn. Không, anh thấy có cái rau nào không? À đây này. Đây là cà đây này, phải không? Cây cà nó, cây cà tốt này cơ mà. Đấy, có ớt có ấy đây. Cà mà trồng gần nhà mà nó còn lên một cây to này mà. Hôm nào anh mua rau mùng tơi về xong là trồng nhá. Bye bye, goodbye, goodbye, siêu game. Thôi, chào hai vợ chồng nhá. Anh về đây. À, cố gắng chăm sóc dê châu bò nhá. Lên á? Không lên đâu, em lên trước đi. Không không, dốc lắm. Dốc này tí ăn tụt đấy. Hôm nay nắng là đi xe xuống được đây, còn mọi khi trời mưa là chịu à. Bây giờ mình cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.